Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người rũa 5 form móng cơ bản thông dụng nhé. Đầu tiên là form vuông rũa rất đơn giản thôi. Khi rũa mình dựng rũa vuông góc và mắt mình sẽ chỉ nhìn thấy cạnh dọc của rũa thôi, thì khi rũa xong đảm bảo sẽ thẳng. Rũa hai bên cạnh thon vào một chút thì nhìn form sẽ đẹp hơn. Form thứ hai là form vát, gần giống với form vuông nhưng hai bên cạnh của nó sẽ vát vào nhìn như hình thang vậy và sẽ gọn hơn form vuông rất nhiều. Khi rũa hai bên cạnh, mọi người rũa từ từ, cả hai bên cân đều nhau, tránh rũa mãi một bên sẽ dễ bị lẹm. Form thứ ba là form tròn, tùy vào sở thích của khách mà độ tròn gọn sẽ khác nhau. Đối với form này, mọi người rũa từ từ và hỏi khách sau khi rũa một ngón xong, xem họ có ưng không thì sẽ điều chỉnh lại luôn, đỡ mất thời gian rũa đi rũa lại. Mình sẽ rũa hai bên cạnh cùng lúc luôn nên sẽ không bị lệm bên nào cả. Form thứ tư là form vuông tròn, kết hợp giữa hai form vuông và tròn cũng tương tự như form tròn, tùy vào khách thích độ cong như thế nào thì mình sẽ điều chỉnh theo họ. Form vuông tròn chuẩn có độ cong vừa phải, hai bên cạnh móng gọn và không bị sắc. Form cuối cùng là form nhọn, mình sẽ cắt hai bên móng để tiết kiệm thời gian rũa.
Sau khi giũa xong đầu nhọn, mình sẽ giũa sang hai bên cạnh, vừa giũa vừa căn đều nhau. Đối với phong tròn, mọi người cũng có thể cắt như này, nhưng nếu mọi người chưa quen hoặc khách thích độ tròn vừa phải thì hạn chế cắt vì sẽ dễ bị lẹm. Vậy là vừa rồi My đã chia sẻ xong cho mọi người 5 form móng cơ bản, cách giũa cũng như những điều cần lưu ý khi giũa. Hy vọng video này giúp ích cho các bạn. Quên like và ấn nút đăng ký theo dõi kênh channel của mình để hóng nhiều chia sẻ hơn nữa nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!